Ở một bài giảng chúng con được thượng tọa chia sẻ là chúng ta cần y cứ thêm vào bát chánh đạo để tu theo pháp môn tịnh độ được chắc chắn. Nhân pháp hội ngày hôm nay, chúng con mong điều này chia sẻ với toàn thể các liên hữu đồng tu. A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi hay. Thông thường đó, hành giả tịnh độ tông được hướng dẫn tu vắn tắt, tức là chỉ phát triển một cách tối đa cái nguồn năng lượng chánh niệm qua niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trên cơ sở đó ta có được cái thành quả là chánh định, mà định đó là cái đỉnh cao của thiền. Thường mình chỉ biết đến chữ thiền chứ mình ít biết đến chữ định, đúng không ạ? Trong kinh đó, dùng cái chữ định là chính, vì định đó là sự trải nghiệm và nó có bốn cái cấp bậc. Và khi ta đạt được bốn cấp bậc đó đó, trở thành là một bậc giác ngộ và giải thoát. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng là đạo Phật đó, giác ngộ dưới cội Bồ Đề là nhờ phát triển và thành tựu được bốn loại định căn bản. Trên cơ sở đó hướng về tam minh và chứng đắc được tứ trí. Việc thực tập niệm Phật đó, chắc chắn là sẽ giúp cho hành giả đạt được chánh định rồi. Cái mức độ đầu đó, đó là ly sinh hỷ lạc, hầu như là Phật tử sẽ khó làm được tiêu chí này. Ở đây đó, vì vấn đề tế nhị cho nên các tổ đã bỏ đi cái tăng ngữ. Nếu mà dịch đủ là ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là lìa hoạt động tính dục hay là chuyển hóa năng lượng tính dục để ta có được cái hỷ lạc nội tại. Mà hiện nay cũng như thời xưa Đức Phật đã dạy đó, tất cả những người xuất gia của chúng tôi, dù là một chú tiểu hay là một cô tiểu mới vào tập sự tâm linh, là được trải nghiệm hướng dẫn để chuyển hóa đó. Thì ai đạt được cái cấp định ly sinh hỷ lạc đó, thì mới có thể hướng tâm đến cấp thứ hai là định sanh hỷ lạc, tức là cái an lạc do định mình mà có. Định ở đây là nghĩa là tâm mình bất động trước mọi thăng trầm, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau, thuận nghịch, lời khen tiếng chê, ta vẫn làm chủ được chính mình. Cái phần lớn đó, khi mình gặp thuận đó, hạnh phúc dẫn đến tham ái, khi gặp nghịch đó, thì dẫn đến sân hận phiền não và có khuynh hướng là loại trừ. Hai phản ứng tâm lý này nó đồng hành với si, do vậy chúng ta cho ta là nô lệ của cảm xúc, nô lệ của thói quen, nô lệ của các phản ứng nhận thức ta, chứ không có làm chủ được nó, sai sự được nó. Kết quả là ta bị chìm ở trong khổ đau. Những cái định sanh hỷ lạc á, sẽ giúp cho hành giả dung nhiếp được tất cả các bợn nhơ của cảm xúc và tâm lý nói chung. Nhờ đó chỉ cần ngồi xuống một chút xíu, niệm vài ba câu là tâm mình có thể được lắng định. Còn người mà không thực tập cái năng lực này đó, thì đôi lúc ngồi một tiếng hai tiếng mà tâm mình vẫn có thói quen lan man chỗ này, du lịch chỗ nọ, rồi nhớ tưởng chỗ kia, và kết quả là ngồi yên nhưng mà tâm vẫn đang còn dao động. Hai cấp định nó không, nó đã tốt rồi. Còn đạt được hai cấp định sau, quan trọng hơn, đỉnh cao nhất của nó là xả niệm thanh tịnh, tức là mình không để cho một ý niệm nào can thiệp vào trong cái chánh niệm ta đang thực tập. Nam mô Di Đà Phật. Cái xả niệm đó sẽ giúp cho mình rũ bỏ hết mọi muộn phiền. Thì các tổ tịnh độ tông phần lớn hướng dẫn chúng ta chánh niệm đó, mà không đề cập đến chánh định nữa, vì các bạn biết rất rõ, ai thực tập đúng công thức chánh niệm thì sẽ có được chánh định đó. Bởi vì đề cập nó còn liên hệ đến cái vấn đề thứ hai, thứ nhị đó, đó là vấn đề ly dục sanh hỷ lạc, mà người tại gia là không làm được. Vì người tại gia có quan hệ vợ chồng, được Đức Phật cho phép, được luật pháp bảo hộ, cho nên ta có thể thể hiện nó đúng người, đúng chỗ, đúng đạo đức là được rồi. Do vậy đạt được cái sơ thiền hay là sơ định đó, thì hầu như không phải là cái sở trường và mối quan tâm của người Phật tử tại gia. Trên các tổ tạm thời gác cái vế chánh định đi, chỉ cần chánh niệm thôi để ta trải nghiệm trong đời sống
trong công ăn việc làm, sinh hoạt, giao tế nói chung. Bản chất của cái lời đề nghị trong câu hỏi là gì? Giải thích thêm tại sao chúng tôi đã đề nghị khi niệm Phật, hành giả cũng phải đồng lúc ấy trải nghiệm các yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Vì bát chánh đạo được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn Nai sau khi giác ngộ dưới gọi Bồ Đề, trải nghiệm 49 ngày theo năm tông, rồi suy nghiệm lại giá trị chân lý, kiểm định lại nó trước khi công bố với một người có tư cách trách nhiệm về những gì mà mình sẽ nói và truyền trào. Đức Phật đã đến vườn Nai cách đó là 250 cây số. Đức Phật đi bằng chánh niệm thì mỗi một ngày như vậy ta có thể suy luận là đi không quá 15 cây số đâu. Đi chánh niệm thì đi rất là chậm, phải mất đến mười mấy ngày Đức Phật mới đến được vườn Nai. Và lúc đó nó vào khoảng là tháng thứ hai, cuối tháng thứ hai sau khi chứng đạo, và chỉ nói cái điều quan trọng nhất đó là bát chánh đạo thôi. Và có thể nói không có một pháp môn nào trong đạo Phật, dầu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia, mà có thể vượt ra khỏi bát chánh đạo. Cho nên á, khi mà gọi là tu tắc á, là ta tu vào ngay cái trọng tâm. Vì chánh niệm là cốt lõi của sự chuyển hóa, rũ bỏ mọi muộn phiền. Nhưng mà nếu ta không có gọi là sáu yếu tố đi trước hỗ trợ đó thì ngồi xuống không có được cái nhất tâm để mà có được chánh niệm đâu. Ví dụ quý vị nào mà vẫn còn thói quen mê tín dị đoan, tin vào thần tài táo quân, quan công, mẹ sanh mẹ độ, cửu thiên quyền nữ, hàng loạt các thần linh, tin vào thượng đế bằng phước giáng họa tạo dựng cuộc đời, rồi tin chết rồi là hết, hay là hoặc tin cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời này là ngẫu nhiên, không có ai sắp xếp, không có nhân quả, thì người như thế được gọi là đang sống ở trong tà kiến. Mà khi sống tà kiến, ngồi xuống một cái là cái ý thức nó sẽ hoạt động như là một bộ phim. Nó là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản, đồng thời là diễn viên, tạo ra kịch tính với những cái lời thoại rất là khác nhau. Bây giờ là càng ngồi lắng nghe chừng nào thì ta thấy cái dòng chảy của sự loạn động do tà kiến nó khống chế chúng ta chừng đó. Thì lúc ấy hành giả khó có thể đạt được chánh niệm lắm. Cho nên nhiều người ngạc nhiên nói: ủa, tại sao mỗi lần tôi ngồi xuống tâm nó không được bình yên? Tại vì chưa có rũ bỏ được tà kiến. Tà kiến nó là một cái mối sợ hãi thường trực. Ai tin vào thượng đế là sợ hãi thường trực à? Bởi vì các kinh thánh nói rằng thượng đế là toàn năng, và như vậy nếu ai không làm hài lòng thượng đế thì thượng đế sẽ trừng phạt bằng nạn hồng thủy. Hiểu bây giờ hôm nay là sóng thần đấy, rồi động đất, rồi lũ lụt, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn. Và do vậy khi mà thờ thượng đế ta được bình an vì ta nghĩ là mình cúng ổng rồi, ổng quan tâm đến mình, ghi vô sổ đỏ, xin lỗi, ghi vô sổ xanh, và ai không cúng ghi sổ đỏ, ổng chiếu cố đếm. Như vậy nỗi sợ hãi tự động đã có mặt một cách rất là thầm lặng trong cái cõi vô thức. Và ai sống với nỗi sợ hãi đó thì người đó không thể nào để tâm mình được chánh, huống hồ là có được định. Cho nên Đức Phật dạy có được gọi là chánh kiến thì người ấy sẽ không có cái nỗi sợ nào mà làm cho người ấy bị khủng hoảng. Rồi chánh tư duy, Đức Phật định nghĩa trong kinh là mọi nhận thức, khởi tâm, móng ý, liên tưởng, nhận định, đánh giá tách rời khỏi phản ứng tham, phản ứng sân và phản ứng si, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cái này là khó làm lắm, ai làm được chuyện đó là chứng đạo rồi. Thấy dễ mà rất là khó. Có nhiều người nói chánh tư duy là tư duy đúng đắn. Tư duy đúng đắn là đâu có giá trị gì với chuyện tu đâu. Ví dụ như quý vị nói 2 cộng 2 bằng 4, rồi 2 cộng 2 chia 2 thì bằng 2. Cái gì, cái người mà có tư duy nhanh á, chỉ cần nhẩm một cái vừa nói ra ta trả lời liền, đó là tư duy đúng. Hoặc là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm, đó là một tư duy quy nạp dựa vào cái kinh nghiệm nhân gian. Ta thấy ở bất cứ chỗ nào mà cái hiện tượng cao thấp vừa nó sẽ có cái phản ứng nắng mưa dâm dâm là giống nhau, cho nên dẫn đến một cái kết luận quy nạp tương đối là như vậy. Đó là cái tư duy.
nhưng mà người đó có chứng đạo gì đâu, người đó có bình an gì đâu. Như vậy tư duy đúng chỉ mới giải quyết được cái vấn đề liên hệ đến luật pháp, liên hệ đến hiện thực thôi. Từ đó chánh tư duy của Phật giáo đã cao hơn nhiều. Ngoài cái tư duy đúng đó, nó còn là cái tư duy không có áp lực của tham, không có áp lực của sân, không có áp lực của si. Áp lực của tham á là mình muốn đủ thứ hết, tu mà mình thích đủ thứ hết. Đức Phật dạy là chỉ có đeo đuổi như một đích thiện, cái thích này là cái thích như một chất xúc tác thì tốt, còn những cái thích khác mà nó không liên hệ đó thì ta không nên tạo áp lực cho mình. Cho nên thoát ra khỏi cái áp lực của tham sân si thì mới có được chánh tư duy. Còn chánh ngữ thì quý vị biết rồi, nói lời từ ái, hòa bình, văn hóa, nói lời có lợi ích, nói lời phù hợp với chân lý. Rồi chánh nghiệp á, thì không giết người, nhẹ nhất là không có sân hận, thể hiện bạo động. Rồi không có trộm cắp, là tước sở hữu vật chất, hay là làm thương tổn đến cái của công. Rồi không có tà dâm. Thì tránh được ba cái nghiệp đó ta mới có thể có được chánh niệm. Chứ người mà tỏ lỗi nhiều quá không có chánh niệm, ngồi đâu cũng liên tưởng đến luật pháp, sờ gái, bóp cổ, bắt người tù, gỡ lịch, vân vân. Rồi còn chánh niệm thì phải tránh những cái nghề như là sản xuất và buôn bán vũ khí, sản xuất và buôn bán rượu độc tố, sản xuất và giết loài gia súc, rồi cái nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn bán thân phận phụ nữ, rồi những cái nghề mà nó liên hệ đến là hưởng thụ thấp kém. Thì ai tránh khỏi những cái nghề đó thì tâm mình nó mới được bình an, bởi vì phần lớn những cái nghề này là bị cấm, là bị cấm. Một số quốc gia cho phép, nhưng mà dù được cho phép họ pháp đi nữa, sống bằng cái nghề đó ta vẫn bị rất nhiều sức ép, nên có ngồi xuống địa Phật cũng không được an tâm đâu. Cho nên á, chánh tinh tấn nó sẽ là một sợi dây làm chúng ta không gián đoạn trong việc duy trì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Và sáu yếu tố này nếu không thực tập nó thì ngồi xuống là phiền não trỗi dậy, ngồi xuống là trần lao giấy khởi, ngồi xuống ta thấy bao nhiêu là nỗi lo, nó phiền, nó muộn, nó sẽ đồng hành với chúng ta. Cho nên chúng tôi đã đề nghị và tiếp tục đề nghị rằng là dầu tu theo một pháp môn nào, và ở đây đó phần lớn quý hành giả là tu theo tịnh độ, thì ngoài cái chánh niệm và chánh định thì ta phải thực tập sáu yếu tố còn lại thì kết quả nhanh chóng hơn. Vì Đức Phật thấy rất rõ rằng chỉ tu một phương diện không đó thì những cái phương diện khác nó có thể tác động đến chúng ta, và do vậy nó khó đạt được kết quả. Cho nên tu tám cái cùng một lúc có vẻ hơi khó đấy, nhưng ăn chắc mặt bền và kết quả đạt được rồi thì nó không có bị mất đi đâu hết á. Còn ai mà muốn tu ít một cái kết quả nhiều á, theo cái dạng kinh tế đôi lúc nó không đạt được, nó phải đầu tư đúng nhân quả thì mới có được thành quả. Cho nên chúng tôi xin đề nghị quý vị nhớ công thức như thế này: chịu khó bằng thật là to, không khó chịu. Rồi ta có thêm cái vế thứ hai: không chịu khó bằng thật là to, vế khó chịu. Là một hành giả mà không chịu khó thực tập bát chánh đạo, trong đó chánh niệm là trọng tâm, thì sau này ta sẽ phải khó chịu dài dài, bởi vì thành quả đạt được không có nhiều. Cho nên tu hoài các cái bản kinh pháp môn, và quan trọng nhất là kinh A Di Đà, thì quý hành giả cần phải trải nghiệm bát chánh đạo, vì Đức Phật đã xem đó là cái tông chỉ số một mà ngài đã xác định trong kinh đó. Bỏ bát chánh đạo không có con đường giải thoát, bỏ bát chánh đạo không có chân tu thật học, bỏ bát chánh đạo không có an vui và hạnh phúc. Như vậy toàn bộ mọi vấn nạn được giải quyết là thông qua bát chánh đạo. Và Đức Phật cũng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các kinh xưa cũng như nay. Xưa được hiểu là từ lúc mới thành đạo đến nay, cái nghĩa là lúc mà Đức Phật nhập niết bàn tại rừng Ta La Sông Thọ, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều: thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau; thứ hai là công bố con đường giải thoát, mà con đường giải thoát là bát chánh đạo. Niệm Phật chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Niệm Phật trong truyền thống ấy, thì ta có thể lấy 10 đức hiệu của Đức Phật, tức là
danh từ chung, còn niệm Phật A Di Đà nó trở thành một danh từ riêng, cho nên là một bộ phận của chánh niệm. Ngay cả thiền nhất tâm bất loạn của các tổ sư Công Án và Thoại Đầu đó cũng là một phần của chánh niệm thôi. Rồi thiền của thiền sư Thanh Từ, biết vọng không theo, là một phần của cái tứ niệm xứ. Ở đây đó là tri tâm. Trong phần mà biết về tâm á, thì Đức Phật dạy có tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả, tâm si, tâm trí tuệ. Và biết vọng đây Hòa Thượng đưa thêm hai chữ đề nghị rất hay, ngắn gọn, không theo, tức là nhận diện nó nhưng mà không chạy theo nó, thì nó sẽ bẽn lẽn biến mất thôi. Như vậy cũng là một phần của chánh niệm. Và mật tông đó gọn lại là bằng thần chú, cụ thể nhất là Án Mây Bát Di Hồng và nhiều thần chú khác, thì hành giả cũng chủ yếu sử dụng nó như là một cái công cụ giữ tâm mình định tĩnh, không có lan man chỗ này chỗ kia thôi. Như vậy ba tông phái chính ở trong truyền thống tâm linh Phật giáo là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông là xây dựng pháp môn trên chánh niệm để đạt được chánh định đó. Và sáu cái vế đầu đó là tỉnh lược đi, chứ không phải là không được đề cập đến, để cho nó gọn á. Chứ nói lúc đầu quý vị mới vô tu mà kêu tu nhiều quá sợ, phải nói tỉnh lược như vậy. Do đó khi mình đã vào tu rồi, có thái độ chuẩn bị rồi, thì ta phải làm sáu yếu tố đó cùng một lúc với cái chánh niệm, thông qua việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ rất là thỏa đáng về phương diện nhân quả.